ngày 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, Bình Thuận ban hành công văn về việc tăng cường phòng chống dịch trên địa bàn theo cấp độ 4, tức vùng đỏ, trong đó sẽ tái lập các chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào ở các cửa ngõ. Cụ thể, từ ngày 8 tháng 11, tất cả các hoạt động kinh tế xã hội toàn địa bàn thành phố sẽ áp dụng biện pháp theo quy định ở cấp độ 4. Công an và quân sự thành phố sẽ phối hợp với các phường, xã, rà soát, củng cố, tăng cường các chốt kiểm soát hợp lý tại các vùng đỏ, vùng cam nhằm đảm bảo linh hoạt theo hình thức thực tế ở địa phương. Tại các vùng đỏ, người dân không được ra vào trừ các trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, từ ngày 8 tháng 11, địa phương sẽ tái lập chốt ở các cửa ngõ ra vào thành phố để kiểm soát người và phương tiện ra vào. Việc ra vào tại chốt cửa ngõ đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn theo tinh thần nghị quyết 128. Ở Phan Thiết có 5 phường thuộc vùng đỏ gồm Phú Trinh, Phú Tài, Thanh Hải, Lạc Đạo, Đức Nghĩa. Các phường này đang lập chốt kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra vào.